Từ đầu tháng 6, nhiều quy định chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý có quy định phạt đến 30 triệu đồng nếu mở quán karaoke quá 12 giờ đêm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 6, quy định này sẽ được áp dụng theo Nghị định 38 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo. Theo đó, mức phạt tiền 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm một trong các hành vi như kinh doanh dịch vụ ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đáng chú ý, nhân viên quán karaoke không mặc trang phục hay đeo biển tên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.